Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai trên hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Ok, ngày hôm nay nè, à quên, trước khi vào video mình có cái này mình muốn khoe cho các bạn nè. Đây, thấy cái chinh chinh người mình đang mặc gì không? Đây, đây là một cái áo mà mình mới vừa mua tặng cho Sammy. Mình với Sammy mặc cặp với nhau các bạn. Đây, các bạn biết cái áo này nó có gì đặc biệt không? Các bạn thấy trên áo có mấy con gấu đúng không? Nhưng mấy con gấu này đặc biệt của nhau các bạn coi nè. Đó, thấy không? Nó sáng đèn nè các bạn. Đó, nguyên cái áo của mình rất là nhiều gấu luôn. Và nó có thể sáng đèn được các bạn. À, đỉnh chưa, đỉnh chưa, đỉnh chưa. À. Mọi người ơi, đây là video quảng cáo áo. Đây là thấy áo này áo cũ rồi không? Áo này người ta mới mua, người ta chưa mặc lần đầu á. Trời ơi, cái gì mà mọi người xúm lại chỗ em đông quá vậy? Ủa? Em kêu có áo mới rồi mọi người coi thử nè. Trời ơi, khoe áo cũ mà. Khoe áo thôi mà cũng xem nữa rồi. Ok. Hôm nay nữa bạn ơi, mình đã mời tất cả thành viên của Hero Team vào hôm nay để chơi chung với mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với cái series cả team cùng chơi game nha mọi người nha. À, không mọi người nha. Ngày hôm nay nè, mình có cái này đặc biệt nói cho anh em nghe nè. Hôm nay bọn mình có một thành viên mới mọi người ạ. Một thành viên mới, đó chính là bạn Shizuka nha mọi người. Thì bọn mình mới vừa đuổi Meme ra khỏi team rồi. Bọn mình cho bạn Shizuka này vào team nha. Chào bạn Shizuka. Đó, bạn, thôi mình đùa bạn thôi. Thật ra đây chính là Meme á mọi người ạ. Nhưng mà bởi vì là Meme sử dụng một cái nick có tên là Shizuka mà nó không có skin, cho nên là mấy bạn bạn thông cảm nha. Nói chung đây là Meme đó, không ai đuổi Meme ra khỏi team đó bạn ạ. Trời ơi, anh mới tuyển Shizuka rồi, mai mới tuyển cả Doraemon luôn. Đúng rồi, mai mốt sẽ có Doraemon vào trong team luôn nha bạn nha. Và ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video mini game. Thì cái mini game này mình sẽ cho bạn xem nè. Đây. Khoan, đợi. Hả? Để anh đón nha, để anh đón nha. Vậy? Mini game ngày hôm nay mình chơi là khám răng cho Phong Cận đúng không? Nhưng mà khám răng tào lao cái đầu nhân vật làm kêu em có một cái răng à? Ủa, tào lao cái bên kia là mấy bạn nhìn, mấy bạn có đón được đây là nhân vật nào không? Mình nghĩ Sammy biết nè. Sammy, nhân vật bên này là Sammy biết là ai không? Trời ơi, biết, nhìn cái biết luôn á Phong Cận. Cái này là Phong Cận SE. Đúng luôn, trời ơi, Sammy tôi thông minh quá. Phải thưởng cho sao một món quà chính là cái áo. Cái áo này mới được, ok. Đỡ, quá có. Quảng cáo gì người ta mặc cái áo này ta thấy đẹp, quay không có gì đâu, kỳ cục quá à. Đó, thì hôm nay nữa bạn, nói chung mình chỉ muốn khoe cái quà mới của mình với Sammy thôi á. Sau đó mình bắt đầu video này đấy. Mình nói lại được chưa ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái mini game. Nó giống như là mini game bắn súng của đột kích vậy á mọi người. Chúng ta sẽ vào, chúng ta bắn súng, bắn chế độ zombie nha mọi người nha. Nhưng mà lần này không phải là con zombie, mà người nào bị lây nhiễm sẽ biến thành Phong Cận SE. Nghe hay không, nghe hay không? Đó. Nói chung ở đây là một cái mini game bắn súng. Và sẽ có một người ở trong Hero Team sẽ bị chọn làm Phong Cận SE là zombie á, sẽ tấn công những người khác. Đó. Vui vui vui. Nhưng mà bị tiêu diệt là sẽ biến thành tất cả bên này Phong Cận đấy hả? Đúng rồi. Trời ơi, xong luôn, team nữa, team mình ai cũng hay ăn lười làm luôn. Trời ơi, quay video cho Phong Cận, cái chuyển cho đàn ông Cận luôn. Rồi, bây giờ nha, chúng ta sẽ bắt đầu chọn súng nè. Ở bên đây là chúng ta chọn súng nè mọi người qua chọn súng nè mọi người. Chọn súng ơi, tôi nghĩ tôi sẽ chọn súng shotgun đi, súng shotgun là bắn dễ nhất nè. Súng ngắn này. Rồi mọi người ơi, mọi người đã chọn xong súng chưa nào? Rồi, giờ đây, anh xong rồi đúng không? Đúng rồi. Giờ đây. Em ra đi thủ thôi. Trời ơi, cái gì mà chưa gì mà chơi bắt team rồi. Thôi tôi không có thủ vậy nha. Anh này là chơi là không có được gọi là team up với nhau nha. Phải chơi là phải phản bội nhau. Chơi giống mình bắn súng kia mà không cho. Thôi, không nói nhiều. Cái này chơi là phải phản bội nhau thì nó mới vui, hiểu không? Rồi, ok, bây giờ tôi bắt đầu chơi nha. Tiếp. Vậy chơi là phản bội nhau. Rồi, zombie sẽ xuất hiện trong vòng. Xuất hiện. Oh my god. Zombie sẽ xuất hiện trong vòng mười mấy phút nữa. Ôi, mười mấy giây nữa. Đi đi. 9, 8, 7, ai sẽ là zombie đây? Ôi mọi người ơi, cái này nó giống như kiểu Murder Mystery đó mọi người. Zombie sẽ là ai? Ôi Murder. Mọi người bình tĩnh, im lặng nào, chúng ta xem là ai nào. Ồ, zombie đã xuất hiện. Wow, trời, mình là zombie. Xì đồ. Chắc là Rô chưa nạp đạn, Rô phải nạp đạn. Trời ơi. Ủa? Trời ơi mọi người. Zombie nhiều máu lắm mọi người ơi, zombie nhiều máu. Zombie ở bên dưới nó không phải là zombie đâu mọi người. Đó là. Ơi, nhưng mà súng này mạnh quá à. Ơi, cao quá nhìn thấy em rồi. Trời ơi. Nè, Phong Cận nè. Ôi sao mà cái súng này nó đạn con á. Cái gì vậy? Ê. Mọi người. Sao rồi?
mọi người ơi, mọi người, tôi nói mọi người nghe nè, hiện tại ở đây á là còn tận 200 giây nữa thì mọi người mới chiến thắng đó nha. Mà trong vòng 200 giây này sẽ có thêm những phong cận SE khác xuất hiện nè. Đây, quá trời luôn. Dạ, một zombie nữa chứ. Không anh ơi, có những con zombie phụ nó vô phụ nữa không? Zombie phụ à, dùng để phụ phải không nè. Zombie phụ là vô phụ. Rô lại bên đây nè. Ơi, tôi đang ngáy không cận đang đi à. Trời, phong cận với Sammy đi chung cặp luôn ba ơi. Làm gì vậy? Đi rồi. Ai bắn kìa. Trời ơi. Hay quá rồi. Hay quá rồi. Trời ơi, đỉnh quá. Trời ơi, trời. Xong rồi. Cả Mùi ơi, em qua với Mùi nè. Ây da. Siro, em bảo anh nè. Giờ team người đang chơi team up á, bọn mình cũng phải chơi team up thôi. Đạn có hạn cho nên á, bây giờ bọn mình chỉ cần tấn công một người á thì người ta bắn em hết đạn thì Siro sẽ có thể nhào vô đánh được á luôn. Bây giờ chơi là phải diệt gắn, phải diệt tàu chứ, phải diệt chứ đi. Đúng vậy. Anh tấn công phía sau. Anh tấn công phía sau, em tấn công phía trước. Anh tấn công phía sau, em tấn công phía trước. Ok. Vô. Mình thắng rồi mọi người. Câu giờ đi. Đúng rồi, đâu sau lưng đâu, tấn công đâu, tấn công đi đâu. À, bị phân tâm rồi. Tức quá. Hai người lấy đồ Simmy bắn ghê lắm. Bây giờ cả hai mình cũng tiến lên rồi. Dịch mạnh nữa à. Còn 140 giây nữa. Không sao, còn 140 giây lận. Yên tâm đi mọi người, không sao cả. Cứ bình tĩnh. Cá mui à. Không ơi, chị chọn chỗ rồi em à. Mà chỗ này là có nó rồi. Chết tiệt mọi người. Rồi thôi, bọn mình tấn công cá mui đi rồi. Không ai nữa, không hầm tiếp tới nữa, không hầm tiếp tới. Không hầm tiếp tới. Em nghe nè. Giờ xem xuống này chơi cái ai đi, cái có cái móng vuốt này. Trời ơi, có đồ chơi. Ơi, quay về hoài không? Ủa, em chết hoài kìa. Cái gì vậy? Ủa, mẹ đâu rồi? Sao mọi người đi, không đi săn mẹ đi? Cái đó đây, bạn bên đó, mình bên đây. Ok bạn ơi. Từ thôi. Người ngươi không ai chứ trời, bắt người ta săn người này người kia trời. Từ bạn, từ nha. Tấn công đi. Đúng rồi. Hay quá. Trời ơi. Rồi xong sim rồi. Cố lên cậu ơi. Có thể lần sau rồi. Yên tâm sim ơi. Ở đâu? Thế là 19 giây nữa. Lâu thế. Đuổi theo. Rồi, bên trên đây nè rồi. Chạy đi sim. Dạ, đâu, đừng lên. Em cũng là ai luôn. Lên sim. Thôi bây giờ mình chơi không được, mình đi trốn đi. Chạy. Chị MMTV ơi, chị MMTV. Ok. Bây giờ mọi người không tìm được chỗ lên, mọi người TP chỗ em đi. Ờ, gì cho TP em phải làm. Tại vì là mọi người bị out ra ngoài cho nên không vào trong được, hiểu không? Thế là mọi người TP là TP. Chỗ này, xỉn đâu. Ủa vậy? 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 Ủa vậ
dừng lại. Nó đếm âm luôn kìa. Quái đạn rồi. Rồi ok mọi người ơi. Rồi ok mấy bạn ơi, bây giờ bọn mình đã chọn súng xong rồi nè, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu trận 2 nha mọi người. Rồi vô. Rồi. Chạy thôi. Chạy ra coi ai sẽ là zombie đây. Ai rồi. Mình thấy như có cái gì nó hơi sai sao á. Rồi. Dây. Hay nãy á mấy người kia team up với nhau, giờ anh em mình team up với nhau đi. Anh em mình bảo đảm. Anh không biết, anh không tin đâu. Nãy em nhìn thấy anh em thập cái đầu anh đầu tiên. Ừ ha, tính ra em là người đánh anh đầu tiên. Ok. Không sao. Đừng lên, không được lên cái này, không được lên cái này. Lớn còn giỏi. Anh đang một nè, rồi chuẩn bị ra coi ai đây. Bắt đầu. Hay quá. Zombie xuất hiện. Woo. Ai vậy? Nào lại đây. Anh em có biết một cái trò trong cuộc chất là săn zombie không mọi người? Giờ anh em mình đi săn. Sam ơi, lại đây nào. Ôi, cái súng này, lâu vậy? Cái súng này lâu vậy? Ôi, cái súng này bắn lâu quá. Game nó thực tế mà. Game nó thực tế vậy à? Đúng rồi, anh đừng có bắn người ta được. Anh em xuống bắn lâu ơi, cái súng ấy bị sao nè. Go. Không nha. No, cặp ơi. No. Ồ, tại sao giờ mọi người đi ngắm hết vậy? Nãy ai chọn súng ngắm vậy? Cặp ơi. Mạnh cái gì? Mạnh cái gì? Yeah!
thành hero trong đột kích anh. Đó. Người cuối cùng đúng không? Người cuối cùng, người cuối cùng. Đỉnh vãi, đỉnh vãi. Ok rồi. Chúng ta cùng nhau đến với trận 3 mọi người nha. Let's go. Rồi, ok bạn ơi, chúng ta cùng nhau đến trận số 3 nha. Let's go. Tích go. Go. Nè nè nè, nè bố, nè bố, nè bố. Ơi, bây giờ em quyết định rồi, em sẽ bắt cua bởi vì zombie trong đây cào mấy phát mới chết lận. Em sẽ gọi là bắt cua theo luôn. Em sẽ không, em sẽ chơi trò bắt cua để chạy đây. Ủa cái gì vậy? Sao vẫn là súng sắt game vậy? Ủa là nãy là mình chơi súng nhắm mà. Mấy thầy chạy vô kìa. Oh no. Dịch hả, dịch hả? Đi chung đi, chung chung chung. Mẹ bên này. Mọi người ơi, trưởng team bắt cua gà. Mẹ bên này, không ở bên kia, cay ở giữa. Cái giữa okay, nha. Đúng rồi. Bắn. Ui, dịch đây. Ê, bên đây nè, dịch qua kia kìa. Mọi người, tập trung leo này nha mọi người. Đúng rồi, đi sang lùm dịch luôn. Mét tao mệt mỏi quá, đang bị giết rồi, cắm ơi. Không, mọi người ơi, mọi người đừng đi sang. Mọi người mà đi sang, mọi người sẽ bắn trúng nhau á. Trên bây giờ, mọi người tập trung lên hết chỗ trên này của mình nè. Đó, bọn mình đứng trên đây trúng nhau hết. Trời, dịch quá. Dịch bên dưới, dịch bên dưới kìa, cẩn thận. Dịch ơi, em sẽ đi chạm dịch. Phải rồi. Lùi tôi xong ơi. Chạy đi! Mọi người chạy đi, tôi bắn phụ cho! Dịch nè! Ơi hết nãy rồi! Dịch nè! Ôi chạy đi Sam ơi! Leo đây nè Sam ơi! Chỗ này an toàn! No! Sam ơi! Leo đây Sam ơi! Bên này nè! Nó có đường leo lên mà! Qua đây! Chạy đi! Anh đâu rồi? Em đứng đây! Cây đi! Cây đi! Chạy đi! Cây đi! Chạy đi! Cây đi! Chạy đi! Cây đi! Ôi rồi leo lên cây! Leo lên cây! Kéo lên! Ôi bây giờ nha, Siro với lại Mr. Dịch đang team up với nhau, mọi người tập trung leo đây đi. Bọn mình đang team up, tôi đang là người ngang, tôi đang đi vòng vòng ngang. Dịch chừng nào dịch cào tôi mới dư giết mọi người được. Từ nãy giờ ông cứ dịch ơi, em sẽ đi theo anh mà ông nói là ông. Nãy ông thấy tôi bắn dịch hả? Ok, tôi chỉ mồm, tôi kêu dịch ơi thôi chứ nãy dịch Sim, chạy đi. Trời ơi Sim ơi, mình bảo là Sim leo đây mà. Ủa, bắt cái gì luôn kìa. Leo đây Sim ơi. Cạnh nha, bình tĩnh, bên này nè. Cai ơi, chạy đi Cai. Từ từ đi anh đặt gì đâu, không có đam. Cái gì mới lên sao? Ôi thính nè mọi người, thính lụm đi cam ơi, lụm đi làm sao lại luôn. Lết chút phải rồi coi, lết chuột cho thử đi. Ai xin đâu kìa, đằng sau lưng tôi nè mọi người ơi, cứu tôi với cam ơi, ai cứu em với mọi người. Xin đâu kìa, không được kêu. Bởi vì ham thính nên hero team đã bị thất bại. Mọi người lấy ơi mọi người, bây giờ chỉ còn có Meme với lại là Simi đang đứng phía trên thôi, tụi mình bắt đầu đi. Shizuka nè. Shizuka hả? Rô, đuổi heo đâu? Dạ, Shizuka chết rồi, còn mèo Sim ơi. Yên tâm, bắn hoài là cũng hết đạn. Còn một người nữa. Còn một người nữa. Hình như là Kamui. Kamui. Ui dạ. Chạy đi Sim ơi. Hello Sim. Ôi trời, nãy Sim mất cái điều đó, Sim định chơi tụi mình kìa. Tao cố tình bày đi trốn mà nói chuyện dài để có người ra được kiếm mày mày. Chứ còn cái gì nữa? Thì tại anh chứ còn gì nữa, anh cứ từ hoài. Mọi người ơi, tôi kiếm mọi ngóc ngách. Kamui có thể núp ở trong những cái góc nào đó. Ở bên dưới này chẳng hạn. Không, nói một chuyện mà ai cũng biết. Cái này góc đầu này nè. Bây giờ chúng ta đổi game đi, không cho bạn súng nữa, chúng ta sẽ trốn tìm đi. Mui ơi, cái này không phải game trốn tìm nha chị. Quân tử lên xíu vậy ơi. Cái luật của cái game này là người cuối cùng là trở thành hero. Mà hero có nghĩa là gì? Hero là anh hùng. Chúng ta là hero. Vậy mà chị là chung. Bao giờ còn 10 giây thì mui ra. Chị chính là nỗi nhục của hero team. Làm sao mà biết được? Vì tôi trốn được một cái chỗ góc tối. Bây giờ tôi đánh đi. Đánh đi. Mọi người có 30 giây để quý nhau với cam ơi. Tất cả tiến lên. Bên đây nè. Bà nhảy xuống rồi, bà hết tàu rồi. Tấn công luôn. Lên đây. 15 giây. Đâu rồi, ôi, lên trên lại rồi.
Ê, em nói thiệt với chị luôn á, là em mà biến thành hero là em cũng làm y chang chị. Trời ơi, không ngờ Kairon cũng hàng hạ luôn. Trời ơi, trời. Tiếc rồi, hè đầu tiên á. Hè đầu tiên, cái này không gọi là hàng hạ. Cái này người ta gọi là chờ thời để chiến thắng này, hiểu không? Nãy Simi bị anh em dí, Simi định bóc cái gì ở chơi anh em. Đúng rồi. Ok mọi người ơi, thôi được rồi. Coi như là chúng ta đã chơi xong cái mini game đột kích bắn zombie phiên bản Minecraft vừa rồi, thì bạn thấy game này như thế nào, có vui hay không? Mấy bạn có muốn Hero Team một mình sẽ làm thêm những cái series Hero Team cùng chơi game với nhau nữa hay không, thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết. Và hãy cho cái video đạt được 20.000 like, mình sẽ làm tiếp tập tiếp theo nha. Nếu như bạn nào muốn Hero Team chơi chung với nhau full như thế này, đâm vui thế này, nhớ comment và nhớ nhấn vào nút like nha. Ok, 20.000 like nha các bạn. Ok, và bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và nhớ hãy qua bên kênh của Mr. Dịch, Zero, Simi, Sammy, Kairon, Mimi, Kamui. Ai hết ta? Ai đâu? Còn không cần TJ nha các bạn. Không cần TJ nữa để đăng ký ủng hộ cho mình nha mọi người. Cùng với giờ thì bye bye. Hello team, hello team.